Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại để chia sẻ cho các bạn một lô rẫy cà phê có cái tổng diện tích là 3 hát rưỡi nhé. 3 hát rưỡi thì có khoảng 2 hát cà phê dạng như thế này. Và ngoài ra thì có một hát cao su đây, cao su kia. Đấy, một hát rưỡi cao su như thế kia các bạn nhé. Và 2 hát cà phê như thế này. Thực ra cái nô này là cách đây khoảng đầu năm á, khoảng độ tháng 2 là mình đã vào mình quay cái nô này rồi. Đấy, cái thời điểm đấy cũng đang còn nắng lắm. Thì hôm nay cũng đã, bây giờ cũng đã đến 3 tháng, hơn 3 tháng. Bây giờ mình tiếp tục lại quay trở lại để quay cho các bạn tham khảo cái nô này các bạn nhé. Như các bạn nhìn thấy này, riêng khu vực này thì cà phê cực kỳ đẹp và đều các bạn này. Đây, nhìn 2 hết cà phê. Cây rất là đều các bạn nhé. Cây rất là đều và xanh tốt. Đợt mùa khô á, đợt mùa khô mình vào thì cái vườn cà này thì nó không được như bây giờ. Cái thời điểm mùa khô mình vào thì nó khoảng 7 thôi. Nhưng mà chỉ sau khoảng độ 3 tháng mình quay lại thì bây giờ mình nhìn những cái cây cà phê là rất là tốt các bạn. Đây, các bạn nhìn đây này. Đấy. Các bạn nhìn thấy không? Đây, dọc hàng này nhé. Rồi quay đến hàng này. Đấy. Cây nào có đèn nó rất đều nhau. Và đây. Đó. Thấy không? Cây rất là tốt luôn. Và đất đây là đất đỏ ba gian nhé. Đất đỏ ba gian. Cà này. Đấy. Cà là vườn này thì nói chung là cũng tương đối đều cây các bạn nhé. Tương đối là đều cây. Và cây rất là to. Vườn này thì năm nay thu thì mình nghĩ 2 hát này thì đâu đó nó phải rơi vào khoảng độ là 6 tấn các bạn nhé. 6-7 tấn. Đấy, 6-7 tấn cà phê nhân. Mà sang năm nữa thì cái vườn này chắc thu thì còn khủng nữa các bạn nhé. Sang năm nữa thì phải nói như những cái dạng cây này phải được bao hết này. Những cây to này phải được bao hết. Đấy. Và cà đây thì nói chung là cũng tương đối đều cây đây. Chúng ta mà đi mua rẫy là phải mua những cái vườn nó đều cây thế này này. Đều cây như thế này thì tỷ lệ thu nó rất là cao các bạn nhé. Tỷ lệ thu nó rất cao. Cây rất là to, tán cành rất là sung xuê này. Đấy, phủ hết quả các bạn này. Đấy, phủ hết quả. Nô này thì có cái địa chỉ tại xã Yà Tiêm nhé. Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Và nô này thì cái đợt mà tháng 3 vừa rồi mình đi mình quay á, thì chủ nhà cũng đưa ra giá là 2 tỷ rưỡi. Nhưng mà bây giờ thì cà cũng đến ngày thu rồi các bạn nhé. Đến ngày thu thì chỉ còn 2 tháng nữa thôi là đã thu hoạch rồi. Mà chủ nhà vẫn bán cái giá 2 tỷ rưỡi. Đấy. Chủ nhà nói chung là cũng vì điều kiện cũng không làm nổi nữa. Đấy. Ông bà cũng lớn tuổi rồi không làm nổi nữa. Thì bây giờ cũng bán cho chúng ta là cũng là giá 2 tỷ tư. Mà trong khi đó là bây giờ đã gần đến ngày thu hoạch rồi. Còn trước đây là bán mình 2 tỷ rưỡi, xin lỗi các bạn nhé, 2 tỷ rưỡi. Trước đây ấy, là cách đây khoảng 3 tháng á. 3 tháng trước thì vào nói chung cà nó cũng được đẹp như bây giờ đâu. Mà người ta đã bán cái giá là 2 tỷ rưỡi rồi. Nhưng bây giờ cũng gần đến ngày thu hoạch rồi mà chủ nhà cũng bán cho chúng ta chỉ có 2 tỷ rưỡi. Đây các bạn nhìn này, đây. Mình đứng trên chỗ cao mình phóng cho các bạn xem này. Cà rất là đều cây các bạn nhé. Rất là đều cây luôn. Đấy. Cây to, đều. Cái vườn này thì khẳng định các bạn là sang năm nữa, bỏ năm nay đi, sang năm nữa nó với nhiều trái. Đấy, sang năm nữa, năm nay cũng là ok rồi. Đối với năm nay mà thời tiết nó hạn hán như thế này mà được cái vườn cây như thế này là quá tuyệt vời rồi. Còn sang năm nữa thì nó phải khủng nữa các bạn nhé. Sang năm còn khủng nữa. Đấy. Chỗ này thì nó hơi chói cho nên mình thôi mình quay lại cái chỗ này. Nó chói, nhìn không có rõ mấy các bạn nhé. Nhưng mà mình khẳng định các bạn là như vườn này thì nói chung nó tương đối là đều. Gọi là 9-10-8-10. Đấy. Cây đều lắm. Và tàn cành rất là ok luôn. Xanh mượt nhé. Tàn cành rất là xanh mượt. Và địa thế đất là địa thế đất thoải nhé. Đất đỏ ba gian. Không có sỏi, không có đá. Và ở đây thì chủ nhà tưới bằng máy nổ nhé. Nhưng mà hôm bữa chủ nhà nói là nếu mà chúng ta mà muốn kéo điện thì chúng ta kéo cái nhà bên kia kìa. Từ cái chỗ với bờ ruộng mà lên nhà trên kia thì nó cũng dao động khoảng cỡ 200 mét thôi nhé. Chúng ta chỉ cần kéo 200 mét thôi ở khu vực để nó có điện rồi. Chúng ta có thể kéo điện 3 pha. Còn chủ nhà đây thì chủ nhà tóm lại này cũng không có ý định kéo điện. Còn nếu mà chúng ta kéo điện thì vẫn có thể kéo được các bạn nhé.
Đấy. Giá chủ nhà đưa ra là chỉ có 2 tỷ rưỡi các bạn nhé. 2 tỷ rưỡi đối với diện tích là 3 hát rưỡi, trong khi đó là có 1 hát rưỡi cao su như kia. Đấy. Và 2 hát cà phê như thế này. Đấy thì mình tính toán đâu đó nó dao động và cũng chỉ rơi vào khoảng 700 triệu một hát nhé. Thì thực ra bây giờ nếu mà khu vực huyện Chư Sê mình mà kiếm được một cái miếng đất mà có cà phê với cộng cao su nữa mà cái giá 700 triệu thực sự nó không có đấy các bạn nhé. Thực sự nó không có. Nếu chúng ta mà mua cái miếng này ấy, là chúng ta làm kinh tế nó cũng rất nhanh gỡ lại vốn các bạn nhé. Đấy, nhanh gỡ lại vốn. Thế đất thì nói chung là cũng thoải thoải thôi. Đường đi nối lại thì cũng rất là rộng, chỉ mất khoảng 1 cây số đường cao su, đường đất, nhưng mà đường cũng rất là to. Còn ngoài ra toàn đi bằng đường bê tông nhé, đường bê tông, đường nhựa. Và từ đây thì chúng ta về tới trung tâm huyện Chư Sê thì nó tầm khoảng 20 km nhé các bạn nhé. Là chúng ta về tới trung tâm huyện Chư Sê khoảng 20 km. Đây như cây này. Cây này nói chung là giống mới, bây giờ thì cà nó cũng tương đối là sai trái các bạn nhé. Sai trái và quả to. Đấy, rất là dễ chăm luôn. Vườn này thì chủ nhà cũng chăm sóc là cũng rất ok đấy các bạn. Này. Video mình kết thúc tại đây nhé. Nếu các bạn có quan tâm tới lô này thì hãy kết bạn Zalo với mình để gửi sổ sách pháp lý và dẫn đi xem đất trực tiếp các bạn nhé.